Mấy anh em đại ca này đi đâu đấy? Hả? Mấy đại ca này đi đâu đấy? Hả? Anh em sao? Chị không nhìn thấy chúng nó đang có việc của chúng nó. Nhàn thế. Mặt nếp gấp như tượng thế này. Gọn vào cho ô tô đi kìa. Cho bơ đứng ngay tôi đẩy luôn. Cái này khóa luôn. Thôi cho bơ nhắn chị đứng lên đây.